Bị bắt quả tang ngoại tình, quan chức Trung Quốc thả rồng tháo chạy. Người đàn ông khỏa thân chạy ngoài đường này là Đổng Kiến Trụ, kiểm toán tỉnh Hà Bắc. Vì sao một quan chức nhà nước lại phải không mảnh áo che thân chạy ngoài đường thế này? Câu trả lời chính là ngoại tình. Vì người chồng của nhân tình trở về đột xuất, Đổng Kiến Trụ không kịp mặc quần áo, chỉ cầm theo chiếc điện thoại di động rồi vội vàng chạy thoát thân. Ông ta leo từ cửa sổ tầng 8 xuống, rồi chạy bộ trên đường phố, sau đó lấy điện thoại gọi cứu viện. Có lẽ vì quá hoảng loạn, chỉ nghĩ tới việc bảo toàn tính mạng, nên ông cũng không còn để ý đến thể diện, cứ vô tư lồng nhồng như chốn không người. Nội dung vụ việc được tài khoản Triệu Lan Kiện đăng lên mạng xã hội X. Bên dưới video, nhiều dân mạng để lại bình luận chế giễu như: quan chức này nên tập gym để phòng trường hợp khẩn cấp thế này, vì bụng phệ, mông đầy mỡ sẽ ảnh hưởng đến người xem. Tâm lý người này khá vững, sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí còn gọi điện cho người khác để gửi quần áo đến. Đồng chí Đổng Kiến Trụ hiện là Giám đốc Sở Nhân sự và Giáo dục Kiểm toán tỉnh Hà Bắc. Tôi thật sự không hiểu, việc ngoại tình có thật sự đáng để mạo hiểm mạng sống của mình không? Ông ấy xứng đáng là một cán bộ lãnh đạo, ông không hề sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm, có tính quyết đoán, khả năng hành động và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những quan chức có lối sống đồi trụy rất phổ biến ở Trung Quốc, từ cấp trung ương cho đến địa phương. Tạp chí Động Hướng của Hồng Kông từng xuất bản một bài viết của nhà bình luận Vương Đức Bang, tiết lộ một số bí mật rất ít người biết về cuộc sống vô độ của giới quyền quý do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đứng đầu. Ngoài vợ cả Vương Giả Bình, ông Giang còn có nhiều nhân tình như Hoàng Lệ Mãn, Trần Chí Lập, Lý Thụy Anh và Tống Tổ Anh. Ngoài ra, những hình ảnh cho thấy ông Giang thường nhìn chằm chằm vào nữ nhân viên phục vụ tại những cuộc họp quan trọng vẫn xuất hiện đầy trên Internet. Cựu bí thư Ban Chính pháp Trung ương Chu Vĩnh Khang được mệnh danh là Vua Trăm Gà. Tình nhân của Chu có trong nhiều hệ thống nhà nước như đài truyền hình Trung ương CCTV, quân đội. Một số cơ quan truyền thông chỉ ra Chu có ít nhất 29 nhân tình, thậm chí có báo còn cho rằng ông có khoảng 400 nhân tình, bao gồm cả nữ phát thanh viên chính của đài truyền hình, người mẫu. Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh, từng là phó giám đốc CCTV, không chỉ biến nhiều nữ phóng viên thành người tình, còn cung cấp mỹ nhân CCTV cho giới quan chức cấp cao tại Trung Nam Hải. Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu được thông báo đã qua đời ngày 16 tháng 3 năm 2015, không phải chết vì ung thư bàng quang, trên thực tế là vì biến chứng của bệnh S. Thông tin cho biết, cuộc sống riêng tư của ông Từ vô cùng dâm loạn, ngay cả trong thời gian bị bệnh hoa liễu vẫn tìm thú hoàng lạc. Không chỉ nam, nữ quan chức Trung Quốc cũng không hề kém cạnh. Bà Ngô Lệ Hoa, Phó Thị trưởng thành phố Khánh Dương đã sử dụng nhiều cách khác nhau để thiết lập một hệ thống người tình với hơn 50 người, hầu hết đều là thanh niên đẹp trai và cường tráng. Bạn thấy sao về lối sống của các quan chức Trung Quốc? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!